mic nè, sao cạc nè, lo nè, kết nối với một cái máy tính, một cái iPad hoặc cái máy tính gì hoặc là cái điện thoại cũng được, rất là đơn giản, giúp cho mình ca thấy nó hay hay hơn, tự tin hơn, ca nhiều hơn. Hello, chào em. Đâu đây? Dạ, em qua đi tham quan bộ karaoke đó thầy. Ok, đây nè. Thầy giới thiệu sơ sơ với em về cái bộ karaoke nè. Trong thời gian tập trung cả đội ở khách sạn thì thầy rất thích cái bộ karaoke này. Mình giải trí và ca mỗi ngày. Yeah, boy. Thường ngày chắc sẵn cao một vài bản thôi. Từ khi ra đây tập trung được khoảng chừng 4-5 ngày thì bắt đầu mình nhờ ở nhà gửi cái dàn karaoke ra để giải trí. Bởi vì các hoạt động ở đây cũng rất là hạn chế, phải ở trong phòng không mà. Thì dàn karaoke này bạn thấy rồi ha. Mic nè, sao cạc nè, lo nè, kết nối với một cái máy tính, một cái iPad hoặc cái máy tính gì hoặc là cái điện thoại cũng được. Rất là đơn giản, giúp cho mình ca thấy nó hay hay hơn, tự tin hơn, ca nhiều hơn. Tại mình thích ca hát thì mình mua thôi à. Nice. Cái mic với cái sao cạc là 1.8 triệu, cái lo là 1.3 triệu, tổng cộng là 3.1 triệu. À, rẻ mà chiến đấu ngon lành đó. Chị oh no 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 no, chị bay đi đâu, đi đâu, về đâu, con gà trong mới gây, ông mặt trời thức dậy mà trên những cành cây em đã thấy chị bay. Ok, ra được không? Hy vọng là dịch sẽ sớm qua đi và cái mọi hoạt động trở lại bình thường để anh em cùng giải trí sau những giờ tập luyện thi đấu căng thẳng. Và hy vọng là cái dàn karaoke này nó sẽ làm cho mình tinh thần thoải mái thi đấu tốt mùa giải FIFA sắp tới. Ok, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.